lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời Chúa trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica ở bài đọc 2 mà giáo hội gửi đến cho chúng ta cái tâm tình trong cái giờ phút giao thừa này. Giờ phút giao thừa vẫn là giờ phút linh thiêng để chúng ta nhìn lại một năm cũ và hướng đến một năm mới. Và đúng như tinh thần của Thánh Phaolô, trong đời sống người Kitô hữu, hãy cân nhắc điều gì tốt thì giữ, còn điều gì xấu thì tránh cho xa. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào năm Mậu Tuất. Tôi xin được nói chuyện với cộng đoàn dựa trên hình ảnh của chú chó trong cái tục ngữ ca dao Việt Nam, con chó ở trong Kinh Thánh. Và thực sự thì dựa trên tất cả những điều đó, điều mà chúng ta nhắm đến là điều gì xấu thì tránh cho xa, còn điều gì tốt thì giữ lại. Nói chung thì có thể nói trong cái tục ngữ ca dao Việt Nam, hình ảnh của con chó không phải là được quý trọng đâu. Người ta vẫn thường hay nói là lên voi xuống chó, xuống chó là xuống chứ không phải là lên. Người ta nói rằng treo đầu dê bán thịt chó, chứng tỏ là giá trị của nó không bằng với những ai khác. Và người ta khi mà tức giận lên chửi nhau là chó đẻ, chó má, rồi chó chết vân vân, thì rõ ràng là mang nhiều ý nghĩa khinh bỉ. Thế nhưng con chó ở trong Kinh Thánh vẫn là một cái biểu trưng rất là gần gũi, lại là một biểu trưng đẹp nữa. Chúng ta thấy hội đồng mục vụ chuẩn bị cho chúng ta hai câu đối ở đây, và ở dưới góc mỗi một câu đối có một con chó ngậm bó đuốc. Giáo xứ của chúng ta chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng, và con chó ngậm bó đuốc vẫn là một trong những biểu tượng của Thánh Đa Minh. Đó là biểu tượng trong thị kiến từ trời cao gửi đến cho bà mẹ chân phước Gioanna Aza. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy một con chó nhảy ra khỏi lòng của mình ngậm bó đuốc và chiếu ánh sáng khắp trần gian. Và ngay lúc đó thì đã được giải thích rằng
hình ảnh của con chó đó là hình ảnh của một nhà giảng thuyết. Vâng, ở đây chúng ta phải trở lại với một cái biểu tượng của thời Trung Cổ gắn với một cái hình ảnh của Kinh Thánh. Đức Giêsu là vị mục tử và tất cả cộng đoàn dân Chúa là đoàn chiên. Thì hỗ trợ cho vị mục tử, hỗ trợ cho chú mục đồng chăn chiên vẫn có những chú chó. Con chó là một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là trước tiên là phụ giúp với chủ để lùa đoàn chiên về chuồng. Rồi cái thứ hai, con chó cũng là một cái khả năng nhạy thính của nó. Nó phát hiện ra dấu hiệu kẻ lạ, dấu hiệu của chó sói, dấu hiệu nguy hiểm với đoàn chiên để lên tiếng sủa báo cho chủ biết và cũng báo cho đoàn chiên được tránh. Và hình ảnh con chó đã có từ trong sách ngôn sứ Isaiah đoạn 56 câu 10, khi nói đến vị thủ lãnh ở chăn dắt đoàn chiên, họ cứ như những con chó câm và mù trước những nỗi khổ của dân Chúa, chỉ lo vỗ béo và nằm ngủ mà thôi. Và trong thế kỷ thứ 13, trong những cái tông huấn của Đức Giáo Hoàng Innocente III, Ngài cũng nói với nội dung xích soát như sau: đâu rồi những con chó trung thành của Thiên Chúa câm nín trước những hiểm họa đang xảy ra cho đoàn chiên? Và khi đó chúng ta biết là sự xuất hiện của những nhóm lạc giáo. Và cũng trong truyền thống của dòng Đa Minh thì thường vẫn hay vẽ con chó, có con chó ở đứng dưới chân tượng của Thánh Đa Minh, là gợi lại hình ảnh này. Một cách nào đó thì con chó cũng chính là biểu tượng của những nhà giảng thuyết, theo cái nghĩa là để công bố lời Chúa qua tiếng sủa của nó, qua lời báo động và cái bổn phận để bảo vệ cho đoàn chiên. Thế nên ngay từ những thế kỷ thứ 13 đã có những bức tranh vẽ về Thánh Đa Minh đi giảng thuyết cho lạc giáo. Những người Albizoa sau khi nghe giảng thì họ đã hoán cải, và có hình ảnh của những người đang xé những cuốn sách, những cái lạc thuyết bấy lâu nay họ theo. Còn ở phía trước của bức hình, vẽ ở dưới chân bức hình, đó là hình của một số con chó đốm. Chó đốm đen trắng giống như chó ở nhà thờ mình trưng bày ở đây. Và hình như nó cũng là màu áo của anh em dòng Đa Minh đang chiến đấu với những con sói rừng để bảo vệ cho đoàn chiên. Vâng, thưa cộng đoàn, trong Kinh Thánh chúng ta thấy hình ảnh của con chó cũng xuất hiện ở một vài nơi ở trong Tân Ước. Con chó trong câu chuyện của anh Lazaro cho thấy nó còn có tình cảm, tình nghĩa hơn là cái ông phú hộ đó. Ông là sống theo cái chủ nghĩa Makeno, người nghèo ở trước cửa, ông không hề quan tâm một chút nào cả. Và sách kể rằng chỉ có những chú chó đến liếm những vết thương của ông. Và đây ta cũng có thể thấy được rất nhiều những câu chuyện mà thường ngày chúng ta nghe đây đó, vì hành của những con chó gắn kết một cách tình cảm với người chủ, với người chăm sóc nó. Có những con chó đã bị bán đi đâu rồi lâu ngày mà rồi nó vẫn tìm đường trở về với chủ cũ. Ở Sài Gòn chúng ta biết có một câu chuyện người ta gọi là câu chuyện cổ tích ngày hôm nay. Ở ngay vùng Lê Thánh Tôn có một anh đánh giày, năm nay thì chắc là hình như là vậy cũng phải lên đến 41 tuổi, sinh năm 77, người An Giang ở đây. Anh bị câm và anh là đánh giày. Nhưng mà anh thấy có một cái chú chó, vâng, con chó này thì lại bị mù hai mắt và nó đi lang thang ở đó. Anh đem về nuôi con chó đó và người ta đã chọn nó như là một câu chuyện truyền cảm hứng cho người dân của thành phố Sài Gòn năm 2015. Và tôi đang nhớ đến một câu chuyện ở dưới An Giang. Có một phụ nữ nay đã 73 tuổi, bà tên là Mỹ. Bà thì chăm sóc, có những người con qua đời, bà phải nuôi những đứa cháu. Bà phải trồng với vườn rau, rồi canh tác, để rồi đem ra chợ bán. Nhưng mà rồi sau đó thì bà tìm được một con chó rất là khôn. Và con chó đó chở xe thồ mỗi ngày. Vâng, làm một cái xe thồ nho nhỏ để con chó chở hàng hóa của bà ra chợ. Bà kể ngày xưa thì tôi có thể tự mang ra được, nhưng sau này yếu quá thì tất cả cũng nhờ vả ở nó.
Và nói thiệt rằng có thể là tôi ăn uống thiếu thốn, chịu đói tôi cũng chấp nhận, không bao giờ để con chó tôi của con tôi phải đói cả. Và điều thứ hai chúng ta nhận thấy ở nơi mỗi một con chó, đó là cái khả năng nhận biết người quen và người lạ. Đúng thế, giữa đêm vắng chỉ có một bóng người nào đó, chỉ có một tiếng động nhỏ là nó có thể lên tiếng sủa để báo cho chủ biết. Và nhiệm vụ của con chó ở đây cũng chính là một cái khả năng nhận ra được nhờ người quen và người lạ giữa cái đúng và cái sai. Ở đây chúng ta đang thấy có một sự trùng hợp với lá thư mùa chay năm nay của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài chọn cái câu Matthew đoạn 13, và câu đó ý tưởng là Ngài phân tích đó là giữa một cái thế giới ngày nay cũng rất nhiều những hình ảnh, những vị tiên tri giả hiệu giới thiệu những con đường mà đưa ra những lời quảng cáo thật hấp dẫn. Nhưng chúng ta phải làm cách nào để có thể biện phân được đúng sai tốt xấu. Và đương nhiên những con chó mà thông minh nó vẫn phải nghe được lời của chủ nó, chứ không phải như những con chó cắn càn, chó cắn bụi rậm, rồi gọi chó cắn áo rách. Những con chó là việc của nó là giữ nhà, cũng như là gà báo sáng. Và con chó như vậy là trở thành một cái tác nhân, đúng là một cái nhân vật để báo động cho tất cả mọi người. Tôi nhớ đến đọc ở trên mạng một cái câu đối của năm nay. Họ viết cái câu xích soát như sau: chó sủa vang đuổi xua phường gian ác, chiên an lành vững bước đến thiên cung. Và cái hình ảnh của con chó như vậy cũng chính là cái bổn phận để đẩy lui cái gì gọi là xấu xa, cái gì là gian ác, để con người bước đi trên con đường công chính, và ngược lại để cho chủ có thể góp phần cho gia chủ để mà bảo vệ được cái sự an lành cho cả gia đình. Và kính thưa cộng đoàn, một câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh cũng có nói đến một chú chó, đó là câu chuyện người phụ nữ Canaan. Vâng, bà đến để xin với Đức Giêsu để chữa lành cho con cái bà. Và Đức Giêsu nói một câu mới nghe cũng khá giật mình: không nên đẹp bánh lấy bánh của con cái mà cho chó ăn. Nhưng bà đã thể hiện một cái niềm tin khá đặc biệt, niềm tin vào tình yêu và quyền năng của Đức Giêsu, nên thân thưa và trả lời một cách khéo léo như sau: vâng, đúng vậy, nhưng ít ra thì chó nó cũng được ăn những vụn bánh từ trên bàn rơi xuống. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cái dịp năm mới chúng ta gửi đến cho nhau nhiều lời cầu chúc, nhưng mà tất cả những lời cầu chúc thường chúng ta nói là tôi chúc anh, tôi chúc bà, tôi chúc chị, vân vân. Nhưng tin mừng ngày hôm nay gợi cho chúng ta có một người chủ chung, một người duy nhất, đó là Thiên Chúa. Và như ở trong bài đọc 1, cái lời nguyện chúc trở thành quan trọng hơn. Xin Chúa chúc lành cho ông bà, xin Chúa ban cho mọi người được bình an. Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, xin người ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Và Kinh Thánh khẳng định, khi chúc như thế là đặt Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Kính thưa cộng đoàn, bước vào một năm mới thì tất cả chúng ta, và nhất là những ngày Tết, chúng ta gửi đến cho nhau những lời cầu chúc. Và tất cả mọi lời cầu chúc đó quy về một nội dung chính yếu và quan trọng, đó là hai chữ hạnh phúc. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu gợi cho chúng ta đâu là con đường hạnh phúc thật. Không phải là đặt ở nơi những giá trị của trần gian, không phải là đặt nơi danh vọng, tiền bạc, không phải đặt nơi của cái, cũng không phải đặt nơi ở địa vị, mà đó chính là những con người với tâm hồn nghèo khó, những con người sống hiền lành, những con người khao khát sự công chính, những con người sống tâm hồn trong sạch, những con người xây dựng hòa bình, và những con người sẵn sàng hy sinh vì lẽ công chính. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta trở thành những con chó trung thành của Thiên Chúa, hiểu theo nghĩa là những người nhạy bén với những giá trị đúng sai tốt xấu của cuộc sống, trở thành con chó của Thiên Chúa, trở thành những người đi công bố những giá trị của lời Chúa, giá trị của tin mừng,
và trở thành con chó trung thành của Thiên Chúa, để chúng ta cũng góp phần bảo vệ cái gia đình của chúng ta luôn luôn sống trong hạnh phúc vị đích thực mà Thiên Chúa đã hứa. Amen.